Thêm hai người bất đồng chính kiến bị áp dụng Điều 117 tuyên truyền chống nhà nước. Việt Nam nhiều khả năng sẽ phê duyệt Công ước về Công đoàn độc lập để tránh rắc rối với EU. Thêm một bang của Úc ngưng nhận du học sinh từ 4 tỉnh Việt Nam. Israel truy quét Hamas ở Khan Younis, nhà cửa đường sá bị phá hủy. Phần Lan nói EU phải tăng phòng thủ vì Nga đang chuẩn bị xung đột kéo dài. Bầu cử Tổng thống Nga, cư dân vùng Mariupol mà Nga chiếm giữ bắt đầu đi bỏ phiếu. Trợ lý của cố lãnh đạo đối lập Nga Navalny bị tấn công bằng búa ở Lítva. Tại sao lá phiếu của người Mỹ gốc Á quan trọng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024? Công an tỉnh Hà Tĩnh hôm 12 tháng 3 bắt giam ông Phan Đình Sang, cáo buộc ông sử dụng 5 tài khoản trên Facebook để nói xấu chế độ, đồng thời cho rằng ông có liên hệ với nhà báo Đường Văn Thái, người đang bị điều tra theo Điều 117 trong Bộ Luật Hình sự của Việt Nam. Báo Hà Tĩnh dẫn lời cơ quan chức năng tường thuật rằng ông Sang, 57 tuổi, sử dụng 5 tài khoản Facebook để đăng tải, phát tán, chia sẻ nhiều nội dung xuyên tạc lịch sử, phỉ báng chính quyền, lãnh tụ Hồ Chí Minh, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Vẫn theo báo Hà Tĩnh, ông Sang bị cơ quan an ninh điều tra cho là có quan hệ và móc nối với đối tượng Đường Văn Thái. Hồi tháng 7 năm 2023, chính quyền Việt Nam buộc tội ông Thái tuyên truyền chống nhà nước, nhưng một số tổ chức nhân quyền quốc tế phản bác điều đó và kêu gọi phóng thích ông ngay lập tức. Truyền thông Hà Tĩnh đăng đoạn video ông Sang ký tên là người phạm tội đầu thú, nói rằng ông đã thừa nhận mọi hành vi vi phạm, đồng thời cho biết thêm rằng các quyết định và lệnh bắt ông Sang theo Điều 117 đã được Viện Kiểm sát tỉnh Hà Tĩnh phê chuẩn. Cũng với cáo buộc theo Điều 117, một tòa án ở Hà Nội hôm 11 tháng 3 tuyên phạt ông Đỗ Minh Hiền, 67 tuổi, 6 năm tù giam về việc ông phát tán các tài liệu bị cho là có nội dung chống chế độ, nói xấu lãnh đạo Đảng Cộng sản qua thư điện tử cá nhân từ năm 2013 đến năm 2023. Theo An ninh TV của Bộ Công an, tính đến lúc bị bắt vào tháng 7 năm ngoái, ông Hiền bị cho là đã phát tán thông qua thư điện tử tổng cộng 72 bài viết đến hơn 10.000 lượt địa chỉ thư điện tử, trong đó có chứa nội dung chiến tranh tâm lý. Truyền thông trong nước dẫn lời ông Hiền nói trước tòa rằng ông tự viết, phát tán các tài liệu trên với mục đích muốn mọi người biết đến quan điểm chính trị, triết học của mình và không có tổ chức cá nhân nào tài trợ, xúi giục hoặc hỗ trợ giúp sức ông. Trong thông báo gửi Liên Hợp Quốc vào tháng 10 năm ngoái, Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy bỏ Điều 117 Bộ Luật Hình sự cùng với các điều khoản khác khi cho rằng các điều luật hà khắc này được chính quyền sử dụng rộng rãi để trấn áp những tiếng nói bất đồng, những người chỉ trích chính phủ hoặc ủng hộ các nhà hoạt động nhân quyền. Quốc hội Việt Nam nhiều khả năng sẽ phê chuẩn Công ước 87 của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO vào tháng 10 năm nay, theo mạng phát thanh Deutsche Welle ở Đức và tờ Taiwan News ở Đài Loan đưa tin hôm 12 tháng 3. Cùng ngày, dịch vụ thông tin có trụ sở ở Anh, Mondaq, đăng bài nói rằng việc Việt Nam phê chuẩn Công ước 87 dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 10. Tin của Deutsche Welle và Taiwan News viết rằng các quan chức châu Âu tin là Việt Nam sẽ phê chuẩn Công ước 87 trước cuối năm nay, theo đó cho phép công nhân tự lập công đoàn để làm hài lòng những người lớn tiếng chỉ trích trong khối Liên hiệp châu Âu và tránh nguy cơ bị các đối tác phương Tây trừng phạt vì Việt Nam chậm chạp về cải cách lĩnh vực lao động. Còn Mondaq nhận xét rằng nếu Việt Nam phê chuẩn Công ước 87 như được trông đợi, điều đó báo hiệu nước này cam kết sẽ bảo vệ các quyền lao động cơ bản và tuân theo các tiêu chuẩn lao động quốc tế. Công ước 87 xác định các quyền cơ bản gồm mọi người lao động được tự do thành lập và gia nhập công đoàn theo sự lựa chọn của chính mình mà không phải xin phép trước, trong số nhiều quyền khác. Deutsche Welle và Taiwan News nói rằng Liên minh châu Âu và Canada đã phối hợp gây áp lực lên Đảng Cộng sản cầm quyền ở Việt Nam về việc thực hiện lời hứa sẽ cải cách lĩnh vực lao động khi Việt Nam ký Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương gồm 11 thành viên và Hiệp định Thương mại Tự do EU Việt Nam đã được thực thi từ năm 2020. Ông Bernlange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế thuộc Nghị viện châu Âu mới tới Hà Nội hồi tháng 1, nói trong bản tin đăng trên Deutsche Welle và Taiwan News rằng các văn bản cần thiết để phê chuẩn Công ước 87 của ILO thuộc Liên Hiệp Quốc sẽ được nộp cho Quốc hội Việt Nam vào tháng 10. Ông cho biết thêm rằng các đối tác của ông bên phía Việt Nam đã đảm bảo với ông rằng họ sẽ làm đúng cam kết về cải cách. Cải cách lao động là một trong những điều kiện chính mà Liên minh châu Âu ràng buộc khi đàm phán về Hiệp định Thương mại Tự do với Việt Nam. Hai bên thậm chí đã tạo ra một diễn đàn để các chuyên gia độc lập người Việt có cơ hội đánh giá sự tiến bộ của Hà Nội trong nỗ lực cải cách. Thế nhưng một vài người trong số các chuyên gia đó đã bị chính quyền Việt Nam bắt và bỏ tù. Những diễn biến này bị các tổ chức nhân quyền xem là có động cơ chính trị. Sở Giáo dục New South Wales của Úc mới thông báo đến các đối tác tuyển sinh ở Việt Nam rằng họ sẽ dừng nhận học sinh từ 4 tỉnh của quốc gia Đông Nam Á đến học bậc phổ thông công lập theo truyền thông trong nước. Báo Thanh niên đưa tin rằng sáng 12 tháng 3, các công ty tư vấn du học tại Việt Nam nhận được thông báo rằng sở này sẽ dừng nhận hồ sơ của các học sinh từ Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Ninh. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời đại diện một số trung tâm tư vấn du học cho biết đã nhận được thông báo về việc dừng nhận học sinh này qua email của DE International, đơn vị quản lý du học sinh quốc tế của Sở Giáo dục bang New South Wales. Theo tờ báo này, Sở Giáo dục New South Wales cho biết rằng họ đi đến quyết định trên vì những lo ngại liên quan đến việc không tuân thủ các quy định từ học sinh của một số địa phương Việt Nam. Tháng trước, như VOA tiếng Việt đã đưa tin, Sở Giáo dục Nam Australia tạm dừng nhận đơn đăng ký của học sinh ở Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình vào các trường phổ thông công lập, tức lớp 1 đến lớp 12, sau khi một số học sinh bị mất liên lạc. Sở giáo dục khu vực này khi đó được báo chí Việt Nam trích lời cho biết rằng họ đưa ra quyết định trên sau khi xem xét quê quán của một số học sinh rời nhà trọ mà không được phép. Quyết định này được đưa ra khoảng một tháng sau khi 4 du học sinh Việt Nam được coi là mất liên lạc ở Nam Australia. Một người phát ngôn của cảnh sát Nam Australia được tờ Daily Mail dẫn lời nói rằng các cuộc điều tra cho thấy các du học sinh này dường như đang chủ động trốn tránh cảnh sát. VnExpress đưa tin rằng tính đến tháng 10 năm ngoái, có hơn 31.600 du học sinh Việt ở Australia, xếp thứ 6 về số sinh viên quốc tế, và số này bao gồm sinh viên hệ phổ thông, đại học, cao đẳng, các chương trình dạy nghề hay tiếng Anh. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực, đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Miệt Phước Lại ở vùng Hạ Cần Giuộc, tỉnh Long An là nơi nổi tiếng lâu nay với nghề làm mắm còng chà. Không ai biết rõ món mắm còng ở đây có từ bao giờ, chỉ biết là có rất lâu đời, kể từ khi khai hoang, mở đất ở vùng sông nước này. Mần mắm này thì nó lâu đời rồi, mình làm mình giữ nghề, một cái là mình cũng có thu nhập, với hai là mình giữ cái nghề này mình cũng không muốn bỏ. Mà bây giờ thì cái con đồng nó lại ít lại, lý do là ruộng đất không có, người ta săn lấp hết á. Nghề này phù hợp ở mùa nắng ráo, tùy loại còng có được là lớn hay nhỏ mà có những chế biến khác nhau. Thời tiết thì bị trời nắng thì làm phơi ngon, mắm ngon. Giờ mình căng còng về mình rửa sạch, rồi có lúc mình miệng thứ lớn, còn thứ nhỏ thì cũng để rửa sạch xay đó, rồi hãy mần cái da cái nào thì bán cái nấy, để mần miệng thì bán theo mần miệng, còn hãy mà rửa sạch thì bán theo rửa sạch. Mần miệng là loại còng lớn được tách yếm, rửa bằng nước muối, còng nhỏ được xay nhuyễn, quết lấy nước rồi trải ra sàn để phơi nắng. Nghề làm mắm còng chà được xem là khá vất vả, và để làm ra được món mắm còng thơm ngon thì càng phải bỏ nhiều công phu. Thì nó cũng hơi cao hơn hồi đó một chút xíu, mà nhưng giờ dân mình thì mần ăn cũng khó khăn, người ta ăn cao quá thì người ta ăn cũng không có nổi, người ta cũng ngán, nó hạn chế lại với một chút, tại mần khó mà con còng thì nó không có, nên là đi bắt khó khăn, nên là người ta cũng lên. Mới đây, hồi tháng 9 năm 2023, tỉnh Long An đã công nhận nghề truyền thống sản xuất mắm còng tại ấp Tân Thanh Bê, xã Phước Lại, Cần Giuộc là nghề truyền thống với tuổi đời trăm năm, làm nên danh tiếng thương hiệu mắm chà Phước Lại, Cần Giuộc. người Palestine ngày 13 tháng 3 rà soát thiệt hại và tìm kiếm trong đống đổ nát ở quận Hamas City, thuộc thành phố Khan Younis, sau một cuộc càn quét của Israel. Mọi người mang theo đồ đạc chạy qua các con phố. Một cư dân tên là Abdalu Abu Hadrus cho biết toàn bộ tòa nhà của ông đã bị phá hủy. Ông chỉ lấy được một bình ga. Toàn bộ căn nhà bị phá hủy, không chỉ căn hộ. Bộ Y tế Gaza cho biết trong một tuyên bố ngày 13 tháng 3 rằng hơn 31.272 người Palestine đã thiệt mạng và 73.024 người bị thương kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023 trong cuộc tấn công quân sự của Israel vào Gaza. Phần lớn Gaza đã trở thành đống đổ nát và phần lớn trong số 2,3 triệu dân đã phải di tản. Cuộc chiến được châm ngòi bởi cuộc tấn công của Hamas vào miền nam Israel hôm 7 tháng 10 năm 2023 khiến 1.200 người thiệt mạng và 253 người bị bắt làm con tin, theo thống kê của Israel. Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo ngày 13 tháng 3 cảnh báo Nga đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột lâu dài với phương Tây và ông yêu cầu chi tiêu thêm và phối hợp nhiều hơn cho quốc phòng châu Âu. Ông Orpo nhấn mạnh trước Nghị viện châu Âu rằng Nga là một mối đe dọa quân sự thiết yếu và vĩnh viễn đối với châu Âu. Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng ngày tuyên bố trên truyền thông Nga việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO là một bước đi vô nghĩa và rằng Nga sẽ triển khai quân đội và các hệ thống hủy diệt tới biên giới Phần Lan sau khi Phần Lan gia nhập Liên minh NATO. Chúng tôi chưa có quân đội ở biên giới Phần Lan. Bây giờ thì sẽ có. Ở đó chưa có hệ thống hủy diệt. Bây giờ chúng sẽ xuất hiện. Một thông tin khác cũng liên quan tới Nga. Một phi đạn Nga đã đâm vào 2 tòa nhà chung cư ở thành phố Kryvyi Rih, miền trung Ukraine hôm 12 tháng 3, khiến 5 người thiệt mạng và 43 người bị thương, trong khi các đội cứu hộ rà soát đống đổ nát đến tận đêm khuya để tìm kiếm những người sống sót. Ông Serhiy Lysak, thống đốc vùng Dnipropetrovsk, nói số người bị thương là 31 người lớn và 12 trẻ em, và sau đó cho biết hoạt động cứu hộ đã hoàn tất. Ông Lysak viết trên Telegram rằng 2 tòa nhà bị trúng đạn, một tòa nhà 5 tầng, một tòa nhà 9 tầng. Ông Oleksandr Vikul, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự của Kryvyi Rih, cho biết ít nhất 3 vụ tấn công từ phi đạn đã được ghi nhận trong thành phố. Đoạn video của Bộ Nội vụ Ukraine cho thấy ngọn lửa nhấn chìm phần trên cùng của một khu chung cư và các đội cứu hộ đang đưa những người bị thương ra khỏi tòa nhà đổ nát. Kryvyi Rih là mục tiêu thường xuyên bị Nga tấn công. Cư dân ở khu vực Mariupol của Ukraine đang bị Nga kiểm soát ngày 13 tháng 3 đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga. Các ủy ban bầu cử được nhìn thấy khắp thành phố, một số nơi còn dùng ô tô làm điểm bỏ phiếu. Mariupol là khu vực giao tranh dữ dội giữa lực lượng Nga và Ukraine vào đầu năm 2022, kết thúc bằng việc Nga nắm quyền kiểm soát toàn bộ thành phố. Thành phố đã bị tàn phá nghiêm trọng trong trận chiến, với nhiều thương vong dân sự được báo cáo. Vào tháng 12 năm ngoái, Ủy ban bầu cử Trung ương của Nga tuyên bố cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 15 đến 17 tháng 3 năm nay sẽ bao gồm việc bỏ phiếu ở 4 khu vực của Ukraine mà Nga đã tuyên bố là lãnh thổ của mình vào năm ngoái. Ukraine nói bất kỳ cuộc bỏ phiếu nào của Nga ở các khu vực Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson sẽ vô hiệu và họ sẽ truy tố bất kỳ quan sát viên nào được cử đến giám sát cuộc bỏ phiếu. Khả năng Moscow tổ chức cuộc bầu cử ở nơi mà họ gọi là các vùng lãnh thổ mới có ý nghĩa quan trọng về mặt chính trị đối với Điện Kremlin. Nhưng nó đặt ra những thách thức về hậu cần và an ninh vì quân đội Nga chỉ kiểm soát một phần của 4 khu vực này. Các khu vực do Moscow kiểm soát đã được đặt trong tình trạng thiết quân luật. Tuyên bố sáp nhập của Nga vào tháng 9 năm 2022, 7 tháng sau khi xâm chiếm Ukraine, đã bị Ukraine và hầu hết các nước tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bác bỏ và xem là bất hợp pháp. Vài giờ trước khi bị tấn công bằng búa ở thủ đô Vilnius của Lítva hôm 12 tháng 3, ông Leonid Volkov, phụ tá lâu năm của nhà bất đồng chính kiến Alexei Navalny, nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn rằng ông Navalny đã khiến những người ủng hộ ông phải ôm một vết thương chảy máu, nhưng họ quyết tâm bảo đảm sự hy sinh của ông Navalny không phải là vô ích. Chính quyền Nga nói, ông Navalny, một tiếng nói chỉ trích Tổng thống Putin nổi bật nhất, đã chết vì nguyên nhân tự nhiên trong một nhà tù ở Bắc Cực hôm 16 tháng 2. Vợ ông, bà Yulia Navalnaya và các đồng minh của ông nói rằng ông đã bị sát hại, một cáo buộc mà Điện Kremlin phủ nhận. Phụ tá của ông Navalny, ông Volkov nói, không có một Navalny thay thế và không có cách nào để bù đắp cho sự mất mát này, nhưng chỉ ra khả năng bà Navalnaya sẽ tiếp tục di sản của ông. Ông cho biết số lượng các nhà tài trợ quy mô nhỏ mà tổ chức chống tham nhũng dựa vào để tồn tại đã tăng 50% sau loan báo của bà Navalnaya. Ông không cho biết tổng số nhà tài trợ là bao nhiêu. Sáng hội chống tham nhũng, phương tiện chính trị của ông Navalny, có trụ sở tại Vilnius kể từ đầu thập niên này, ngày càng hoạt động độc lập với ông Navalny kể từ khi ông bị bỏ tù vào năm 2021, nhưng vẫn dựa vào ông để đưa ra các ý tưởng. Ông Volkov cho biết phản ứng rộng rãi của công chúng về cái chết của ông Navalny vào tháng trước cho thấy tiềm năng to lớn để Nga cuối cùng sẽ có được dân chủ. Nhưng ông nói điều đó có thể không xảy ra chừng nào Tổng thống Vladimir Putin còn sống. Ông cho biết đám tang của ông Navalny mà phe đối lập ước tính có 40.000 người đến dự ở Moscow là cuộc tụ tập lớn nhất của phe đối lập kể từ khi ông Putin phát động cuộc chiến ở Ukraine. Vẫn còn nuôi dưỡng cảm xúc sâu sắc trước cái chết đột ngột của ông Navalny, ông Volkov cho biết phe đối lập đã không nhận ra ông Putin có khả năng đi được bao xa cho đến khi ông phát động cuộc chiến Ukraine vào năm 2022. Người Mỹ gốc Á là nhóm cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu tăng trưởng nhanh nhất ở Hoa Kỳ, đã tăng khoảng 2 triệu cử tri, tương đương 15% trong 4 năm qua, theo Trung tâm Nghiên cứu Pew. Sau ngày bầu cử sơ bộ siêu thứ ba và trong lúc cuộc đua tổng thống năm 2024 chỉ còn lại 2 ứng cử viên, không đảng nào có thể tỏ ra thờ ơ với bất kỳ khối cử tri nào. Khi chúng tôi đi bỏ phiếu với số lượng lớn vào năm 2020, đó thực sự là một lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người. Khi các chiến dịch đang tìm kiếm thêm phiếu bầu, vì các cuộc bầu cử sẽ được thắng với tỷ lệ xích sao, họ thực sự cần nhìn vào cử tri người Mỹ gốc Á, vì vào năm 2020, hơn 21% cử tri của chúng ta là những người lần đầu tiên đi bầu. Tuy nhiên, việc giành được lá phiếu của họ không phải là đồng nhất, vì giá trị và kinh nghiệm của họ phụ thuộc vào nền tảng của họ, theo lời bà Trần. Người Ấn Độ và người Mỹ gốc Nhật là những người ủng hộ lớn nhất của Đảng Dân Chủ, và người Mỹ gốc Việt thực sự là những người ủng hộ lớn nhất của Đảng Cộng Hòa. Giờ đây, những người Mỹ gốc Hoa, họ đã chuyển từ đảng viên Đảng Dân Chủ sang danh tính lớn nhất của họ là độc lập. Nữ dân biểu Đảng Cộng Hòa Michelle Steel, đại diện cho California, địa hạt 45, nơi có dân số người Mỹ gốc Việt lớn nhất cả nước, cùng với cộng đồng đáng kể người Mỹ gốc Hàn, người Mỹ gốc Hoa và người Mỹ gốc Philippines. Tôi đã làm công việc này suốt 30 năm qua, có thể hơn thế ở California, và bạn chỉ cần đi ra ngoài từng cộng đồng và tiếp cận theo một cách khác. Bà cho biết ở địa hạt của bà, cư dân nói 7 ngôn ngữ khác nhau, nhưng ưu tiên của họ giống nhau. Vào năm 2022, tôi và các tình nguyện viên của mình đã gõ cửa hơn 193.000 ngôi nhà. Tất cả đều giống nhau, đặc biệt là California. Chúng ta đang nói về giá xăng, lạm phát và tội phạm. Trước cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2021, Ủy ban Toàn quốc Đảng Cộng Hòa RNC đã mở một trung tâm cộng đồng ở quận Cam, California. Họ cũng đã mở các trung tâm cộng đồng tương tự ở Nevada, Texas, Georgia và tiểu bang Washington. Nữ dân biểu Đảng Dân Chủ Grace Meng, người đại diện cho địa hạt 6 ở New York cho biết, ở một số nơi, đảng của bà cần đẩy mạnh hoạt động. Chúng tôi đã nói với các nhà lãnh đạo và ứng cử viên Đảng Dân Chủ của mình rằng, hãy nhìn xem, chúng ta không thể chờ đợi được nữa, phía bên kia đang bắt kịp, và chúng ta cần đảm bảo rằng chúng ta đang thực hiện việc tiếp cận đó để mọi người biết đảng nào thực sự đứng về phía họ và đại diện cho các giá trị của họ. Bà Meng tin rằng, để lấy lòng người ủng hộ mình, Đảng Dân Chủ cần nhấn mạnh rằng họ là lựa chọn tốt nhất để chống lại sự căm ghét người châu Á. Vì mục tiêu mà cựu Tổng thống Đảng Cộng Hòa Trump nhắm trực tiếp vào cộng đồng của chúng ta, bởi vì Đảng Cộng Hòa đã sử dụng các cụm từ như Kung Flu và virus Trung Quốc, và giờ họ đang nghiên cứu luật ngăn chặn một số người Mỹ gốc Á, thậm chí không được mua nhà, không thực hiện giấc mơ Mỹ, và đó gần như là phiên bản thứ hai của đạo luật loại trừ người Trung Quốc, phiên bản 2.0, đó là Đảng Cộng Hòa. Về việc người Mỹ gốc Á có thể tạo ra sự khác biệt lớn nhất ở đâu trong tháng 11, bà Kristen Chen đang để mắt tới một số tiểu bang quan trọng. Georgia và Nevada sẽ ở ngay vị trí dẫn đầu, nhưng chúng tôi cũng thấy nơi mà con số của chúng tôi có thể tạo ra sự khác biệt, cũng là Arizona, Wisconsin, với cộng đồng người Hơ Mông, cũng như ở Pennsylvania. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 11 năm nay. Trong căn phòng nhỏ của mình ở ngoại ô thủ đô Washington, nhà văn Lê Thị Nhị và người bạn của bà là dược sĩ Nguyễn Mậu Trinh đang bàn luận về một kế hoạch đặc biệt trong việc tạo nền tảng lâu dài cho các sinh hoạt văn nghệ và truyền giao văn hóa Việt ở hải ngoại cho thế hệ trẻ. Gần 3 thập kỷ xây dựng nhà Việt Nam với rất nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ phục vụ cộng đồng và giáo dục văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ, nhà văn Lê Thị Nhị và những người bạn của mình thấy được sự cần thiết về một trung tâm văn hóa riêng cho cộng đồng người Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Cái tình trạng đó nó cũng là cái tình trạng nhu cầu cần thiết cho cộng đồng cũng như các hội đoàn khác như là Liên hội Cựu Chiến Sĩ. Nó cần một cái gì nó thường trực. Cứ đến đó là sinh hoạt, không cần phải gửi thư mời, không cần phải hẹn hò gì cả. Tới bây giờ đó thì mình thấy rằng thì nếu mà cứ đi mướn hoài tạm như vậy á thì nó không có một cái kết quả tốt trong những cái việc mà để cho các em sinh hoạt sau này. Theo kế hoạch thì nhà Việt Nam sẽ là đơn vị chủ trì và kêu gọi sự ủng hộ về tài chính của đồng hương và sự giúp đỡ của những người có tâm huyết trong việc gìn giữ văn hóa truyền thống Việt Nam ở hải ngoại. Kế hoạch này đang nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khá nhiều thân hữu, trong đó có giáo sư Kim Oanh, người đã có gần 50 năm tham gia các hoạt động cổ súy văn hóa truyền thống Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Tôi thật tình ra năm nay cũng là 88 rồi, yếu lắm rồi nhưng mà tinh thần tôi vẫn mạnh. Và tôi có nói là nếu mà cần cái chuyện gì từ cộng đồng, từ cao niên, từ hội đoàn đó, mà với cái khả năng của tôi vẫn vững và tôi làm được cái gì tôi vẫn làm. Cái điều ưu tư của thế hệ tị nạn thứ nhất chỉ là vấn đề gìn giữ văn hóa cho các thế hệ trẻ ở hải ngoại. Và như vậy càng thấy rằng mình còn ít thời gian, mình càng cần phải làm nhiều hơn nữa để có một cái trung tâm sinh hoạt cho nó vào cái nếp đi. Thì các em trẻ, từ đó các em sẽ tiếp tục những cái công việc mình đang làm. Trong suốt hàng chục năm qua, phong trào văn nghệ và gìn giữ văn hóa truyền thống Việt Nam ở khu vực thủ đô nước Mỹ đã thu hút khá nhiều các bạn trẻ gốc Việt thuộc các thế hệ khác nhau tham gia, xuất phát từ lòng yêu mến văn hóa Việt. Đây chính là nền tảng quan trọng để hình thành một trung tâm văn hóa lâu dài cho các sinh hoạt của cộng đồng gốc Việt sinh sống trong vùng. Theo dự kiến, một trung tâm văn hóa dành riêng cho cộng đồng gốc Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ sẽ ra đời trong năm nay. Hồi tháng Giêng, các quan chức hàng đầu của Hoa Kỳ nói với Quốc hội rằng cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra công bằng và an toàn nhờ các biện pháp bảo vệ được thắt chặt và tăng cường hợp tác giữa chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương. Từ các mối đe dọa trên mạng, các mối đe dọa thực tế, rủi ro điều hành hay những âm mưu thâm độc từ bên ngoài, một điều cần lưu ý đó là sự đa dạng và phân cấp của cơ sở hạ tầng bầu cử của chúng ta, bởi vì nó được quản lý bởi cấp bang, bởi 8.800 khu vực pháp lý riêng biệt trên khắp đất nước, cho nên sự không đồng nhất đã mang lại cho nó khả năng phục hồi cao. Ví dụ tại thành phố Alexandria của bang Virginia, máy quét phiếu bầu không được kết nối với Internet, giúp quá trình này trở nên an toàn hơn đối với rủi ro bị tin tặc. Ngoài ra, chúng tôi kiểm tra máy quét trước mỗi cuộc bầu cử, thông qua kiểm tra tính logic và độ chính xác cực cao để đảm bảo rằng máy được lập trình đúng cách. Để đảm bảo quy trình minh bạch, thành phố này đang đào tạo tới 500 cán bộ bầu cử cho các cuộc bầu cử sơ bộ và bầu cử vào tháng 11. Họ nắm được các thủ tục bỏ phiếu, cũng như cách vận hành máy quét phiếu bầu và chứng nhận kết quả của khu vực bầu cử. Có bao nhiêu người đã đăng ký, bạn biết đấy, có bao nhiêu lá phiếu đã đi qua máy, và việc đó diễn ra suốt cả ngày, và có nhiều người thay nhau làm việc đó. Chúng tôi luôn chuyển vị trí, cho nên không cách nào bạn lại có cả một nhóm người phối hợp để làm bất cứ điều gì mờ ám cả. Với môi trường chính trị phân cực và các mối đe dọa tiềm tàng, quan chức bầu cử Mark Dyer và những người khác cũng đang học các kỹ năng giảm căng thẳng. Có thể lâu lâu sẽ có ai đó gây sự hoặc đang khó chịu, một cử tri, nhưng hầu hết thời gian đó là một trải nghiệm thú vị. Các nhà phân tích được VOA phỏng vấn cũng kỳ vọng rằng, về tổng thể, cuộc bầu cử tổng thống sắp tới sẽ diễn ra suôn sẻ. Có rất nhiều cặp mắt đang theo dõi hệ thống bầu cử của chúng ta và các đối thủ không thực sự thích điều đó. Họ tìm kiếm những mục tiêu mềm, những thứ mà mọi người không thực sự để ý tới. Và vì vậy tôi cảm thấy rằng, vì những lý do đó, thực sự sẽ không có nhiều vấn đề an ninh xảy ra xung quanh cuộc bầu cử năm 2024. Nhưng có một mối đe dọa khác mà cử tri nên biết, theo lời những người ủng hộ bầu cử nói. Thông tin sai lệch và tin giả đang được tuyên truyền về hệ thống bầu cử và cách mọi thứ hoạt động nhằm làm suy yếu niềm tin và quy trình dân chủ của chúng ta. Tôi nghĩ đó thực sự là một mối lo ngại lớn hơn nhiều. Cử tri Mỹ đang được khuyến khích đề cao cảnh giác, tình nguyện làm nhân viên bầu cử hoặc tự mình quan sát và liên hệ với chính quyền nếu họ có thắc mắc về cách thức hoạt động của quy trình bầu cử. Trong lớp học này ở thành phố Lítva, miền Tây Ukraine, môn điều khiển máy bay không người lái đã được bổ sung vào giáo án giảng dạy gần đây. Kể từ đầu tháng 11 năm 2023, học sinh lớp 10 và 11 được học cách vận hành máy bay không người lái FPV. Khóa đào tạo được thực hiện trong khuôn khổ chương trình dạy quốc phòng trong học đường và diễn ra bên trong các trung tâm giáo dục quốc gia và ái quốc. Sau 2 năm chiến tranh, cuộc chiến đang diễn ra đã mang đến những thay đổi trong giáo trình của các trường học trên khắp Ukraine, nâng cấp việc điều khiển máy bay không người lái từ mức độ sở thích lên thành hoạt động học tập thiết yếu. Các giảng viên, nhiều người trong số họ là cựu chiến binh có kinh nghiệm chiến đấu ở tiền tuyến, dẫn dắt các lớp học này. Chiến tranh vẫn đang tiếp diễn dù chúng ta có muốn hay không và chúng ta phải chuẩn bị. Chúng ta phải bám sát các sự kiện hiện tại. Mặc dù có thể có các công nghệ mới, nhưng các nguyên tắc cơ bản vẫn được giữ nguyên. Vì vậy, chúng tôi cung cấp cho học sinh kiến thức nền tảng. Các bài học còn bao gồm sơ cứu, các nguyên tắc an toàn và huấn luyện chiến thuật. Các chuyên gia cho rằng những kiến thức như vậy rất quan trọng đối với công dân của một quốc gia đang có chiến tranh. Thực tế là chiến tranh còn tiếp diễn nên kiến thức này là không thể thiếu đối với mọi người. Ngoài ra, việc điều khiển máy bay không người lái rất thiết thực cả trong đời sống, dân sự lẫn trong hoạt động quân sự. Tại trường tư thục Free and Caring, học sinh được làm quen với máy bay không người lái từ khi 6 tuổi. Các bài học tùy chọn về mô hình máy bay được dạy tại đây kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine toàn diện. Các chương trình giáo dục được thiết kế phù hợp với các nhóm tuổi khác nhau, trong đó học sinh nhỏ tuổi điều khiển thành thạo máy bay nhỏ trong quá trình đào tạo FPV. Ngoài việc điều khiển máy bay không người lái, học sinh còn trau dồi kỹ năng thực tế bằng cách sử dụng các mô phỏng trên máy tính. Giáo án điều chỉnh của Ukraine được đưa ra một tháng sau khi các trường học ở Nga cũng bổ sung việc đào tạo điều khiển máy bay không người lái vào chương trình giảng dạy cho học sinh lớp 10 và 11. Welcome to English in a Minute. Some things, like shoelaces, must be tied up to keep them from coming undone. But what do you think tie up loose ends means as an idiom? Anna, how is your trip planning coming along? Great. I just need to tie up a few loose ends, like booking a hotel room. That isn't a loose end. That is a major part of trip planning. Please tell me that you booked your flight. Dan, it's on my to-do list. To tie up loose ends means to do all those little things that come with finishing a big project. Loose ends may be small and not so important, but they still need to get done.